Bắt được rồi nha. Tận hưởng đi. Đến nơi rồi, nào nào nhanh lên. Từ giờ các ngươi chính là tù nhân của ta. Cố với. Đã đến lúc rồi. Thành công rồi. Giờ thì đi làm chuyện xấu đi. Cuộn giấy bạc lại nào. Quấn lại nha. Vê một quả cầu nhỏ. Đính lên phần đầu. Đây chính là chiếc gậy đặc biệt dành cho người tuyết. Olaf đập. Olaf phá hết nè. Chắc chắn Elsa đang ở nhà. À, cậu ấy đây rồi. Oh my god. Olaf, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu đang bị phù phép rồi. Bùa mê kia, hãy biến đi. Oh my gosh. Cậu thấy thế nào rồi? Thật đáng xấu hổ. Không sao đâu, cậu đã bị Akuma chiếm lấy đó. Chúng ta cần tìm ra thủ phạm. Hãy để Lalilu lo chuyện này. Cắt dây ra nào. Dán vào khuôn nha. Dùng dây nhỏ để trang trí. Chọn màu. Trang trí mái vòm. Thêm ít đá nữa nha. Cánh cổng ma thuật sẽ đưa chúng ta đến nơi cần đến. Kẻ xấu bắt Ariel đi rồi. Chúng ta phải cứu cậu ấy thôi. Hãy cho mình biết Ariel đang ở đâu. Cứu với, mình đang ở đây. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Olaf, bình tĩnh đi nào. Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải đến nơi cần đến thôi. Sẵn sàng chưa? Còn sự lựa chọn nào khác sao? Hồng quá đi. Tốt hơn là nên tránh ra đi. À, chạy thôi. Ta sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Ken, anh yêu. Lại là mấy cái hoa này. Cứu với. Ồ, máy tính tiền. Tiền. Tiền của mình. Alo, cảnh sát phải không ạ? À? Đến đây nhanh đi ạ. À. Ra khỏi đây nhanh thôi. Hãy lấy một miếng ván trượt nha. Tháo hết ốc vít ra nào. Có gì trong vali vậy nhỉ? Là sơn. Màu vàng trông sẽ ổn hơn đấy. Còn đây là xe con. Đưa cho mình. Sơn thành màu hồng. Gắn vào ván trượt nha. Với chiếc ván trượt này, chắc chắn sẽ không ai bắt được Ken đâu. Họ sắp đuổi kịp rồi. Là ván trượt kìa. Thử xem nào. Kia rồi, là người đang trượt ván. Nhanh lên. Let's go. Dừng lại. Suýt nữa thì bắt được rồi. Đầu của mình. Phải trốn nhanh thôi. Nhà nhỏ lý tưởng để phá hủy mọi thứ. Ken, dừng lại ngay. Cái gì vậy? Oh my god. Để mình giúp cậu nha. Để mình đi lấy hộp sơ cứu. Chắc hẳn là ở đây. Tháo nắp ra nào. Vẽ hình chữ thập. Cắt một dải ra. Gắn vào phần nắp. Gắn tay cầm vào nha. Gắn vào đây. Bộ phận kết nối. Tai nghe cũ. Cảm ơn. Mọi người sẽ cần đấy. Cho mình được không? Của cậu đây. Hoan hô. Ken sao rồi? Nè, anh ấy bất tỉnh rồi. Kiểm tra thử xem sao. Mình sẽ lấy băng gạc. Còn mình sẽ kiểm tra mạch. Cứu với, mình bị vướng rồi. Thứ này sẽ giúp anh ấy tỉnh dậy. Sốc. Anh đã trở lại rồi. Anh đang ở đâu đây? Tất cả là do hốt một và Ursula. Thời thế sắp thay đổi rồi. Cẩn thận đi, Ladybird. Mình mang sơn đến nè. Cảm ơn nha. Lấy một dải giấy xốp.
dán vào bên dưới. Dán thật chắc vào nha. Đây là phần lưới. Mọi chuyện thế nào rồi? Tất cả đã sẵn sàng. Ta đã làm hỏng buổi hẹn hò của các ngươi sao? Hớt mực. Ồ không, cứu với. Anh biết phải làm gì rồi. Nè nè, có ngon thì bắt ta đi. À, lấy thứ này ra khỏi người mình ngay. Cậu ta từ đâu đến vậy? Cậu đi đâu mà vội vậy hả? Mình cần cậu giúp. Mình nghĩ ra cách rồi nè. Chọn một thanh băng nào. Dùng keo dán lại. Thêm một loại xiên nữa. Gắn phần tay cầm vào. Sấy khô nha. Elsa, thanh gươm băng sẵn sàng chiến đấu rồi đấy. Thứ này sẽ giúp cậu, cầm lấy. Ok. Hốt một, ta đến đi. Ngươi không đánh bại được ta đâu. Và lửa. Ngươi không bắt được ta đâu. Không thể nào, lần này sẽ thành công thôi. Ngươi chắc chứ? Để mình giúp cậu. Thank you. Em yêu, em không sao chứ? Yeah. Em ổn. Nhưng tên xấu xa kia chạy đi đâu mất rồi? Chuyện gì khó? Có cánh cổng ma thuật lo rồi. Cứu. Nắm sao? Ngươi không thoát được đâu. Bao sơ, cậu đang làm như vậy? Cậu tránh đường nhanh lên. Mình sẽ phá hủy tất cả mọi thứ ở đây. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Giúp mình với. Có chuyện gì vậy? Bao sơ đang nghiền nát vương quốc nắm. Ô chú ơi, lối thoát kia rồi. Chọn vải làm găng tay thôi. Đặt mẫu lên nha. Cắt ra nào. Khâu lại bằng chỉ. Nhồi đầy bông vào. Vẽ logo. Người tuyết sẽ cần thứ này đấy. Cậu có thể làm được. Tiến lên. Bao sơ, có ngon thì đến đây. Người tuyết à. Không dễ vậy đâu nha. Yeah, thắng rồi. Ngươi làm ta tức giận rồi đấy. Xem ngươi còn đắc ý được không. Chúng ta phải xử lý mọi thứ thôi. Đơn hàng đến rồi đây. Mở hộp ra nha. Lấy ra nào. Nhuộm màu body. Chọn đất sét nhẹ. Vo thành hình tròn. Mega Olaf là một đối thủ khó lường đó nha. Mình cảm thấy tràn đầy năng lượng. Để rồi xem. Hãy xem đây. Đây nữa nè. Đòn quyết định. Tuyệt. Trói hắn ta lại thôi. Để mình lo. Rồi các ngươi sẽ phải hối hận. Mình sẽ đưa hắn ta đến nơi an toàn. Ai đây? Elsa, hãy nghe mình nói. Mình cần giúp đỡ. Có chuyện gì à? Ariel. Đi đến vương quốc người cá. Nhanh lên. Mình theo sau ngay đây. Có khách sao? Phải nhanh lên thôi. Chúng không tìm thấy được đâu. Đây chính là hang ổ của Ursula. Chắc chắn cô ta đang ở đây. Đây là gì vậy? Lalilu, chúng ta sẽ cần thứ này đó. Cùng làm dây xích thôi nào. Uống vòng tròn. Lấy que keo nóng cắt thành những mảnh nhỏ. Dán vào vòng tròn. Hãy comment cho mình biết có bao nhiêu bông tuyết ở đây nha. Treo vào dây xích nào. Đây là xích băng dành cho những kẻ xấu xa. Cảm ơn nha. Mình tìm thấy đồ lặn rồi nè. Chúng ta sẽ đuổi kịp Ursula. Chúng không tìm đến đây được đâu. Quá muộn rồi. Chúng ta có đồ lặn mà, không phải sao? Lặn nha. Chúng không tìm đến đây được đâu. Wow, đến đấy đại dương rồi. Cô ta đây rồi. Không phải chứ. Người sẽ không gây chuyện được nữa đâu. Chúng mình sẽ cứu cậu ngay đây. Yeah, cảm ơn cậu nha. Chúng ta cần phải quyết định xem cần làm gì với Ursula đâu rồi.
Còn lâu hoàng tử mới chọn nhỏ tiên cá nào đó nha. Phải xem hai đứa nó ra sao rồi. Oh my god. Cặp đôi ngọt ngào đây rồi. Gì cơ, hẹn hò rồi á? No. À, không thể chấp nhận được. Được rồi, ta có ý này. Rùa kia, đến lúc pha chế thuốc rồi. Yay. Nguyên liệu. Chà, đây rồi. Uberi, Viberi, Rosa. Ha, thế là xong. Good. Bích Thu Thanh. Ma lực này sẽ lấy đi giọng nói dịu dàng của con bé. Dùng tấm xốp nha. Chồng khối lên. Khó chọn rồi đây. Giấy xốp đen. Dán các chi tiết lại. Hai vòng tròn nè. Chiếc loa xong rồi đây. Vỏ sò đẹp ghê. Màn hình nè. Gắn lên phía trên bộ la. Thêm nút bấm. Bảng điều khiển nữa. Sơn vàng nè. Nối với dây điện. Bộ loa kẹo kéo công suất lớn, giúp cho bạn thể hiện giọng hát nội lực. Chào mừng đến quán karaoke. Chà, nơi này có vẻ được đó. Thiết bị nơi này ở đâu vậy nhỉ? Tuyệt, tìm thấy rồi. Tráo đổi mic thu âm thôi nào. Well done. Cặp đôi đây rồi, đến hẹn hò đấy mà. Lại ngồi bàn trống bên kia đi nào. Okay. Em yêu, hát cho anh nghe nha. Uh-huh. Bộ loa sẵn sàng rồi đây. Yay. Tất cả là vì anh, tình yêu à. Giọng em bị làm sao thế à, cục cưng? Chiếc mic đã cướp mất giọng của nàng tội nghiệp rồi. Oh my goodness. Đến lượt của ta. Giọng hát của Ursula làm Eric rất ấn tượng. Ursula à, giọng ca nghe quen quen ghê ấy. Thật là hiếu kỳ mà. Lựa chọn vải nào. Màu đen chứ. Vẽ mẫu váy ra nha. Cắt theo các mẫu. May lại nào. Váy đen thanh lịch nè. La Lê Lu lại làm phép thuật đây. Trang trí đuôi váy. Bộ cánh lông duyên dáng. Gắn hạt vàng. Ai cũng phải lóa mắt với bộ cánh thú vị này. Eric với bó hoa đang chờ gặp Ursula. Ta tới rồi. Hello. Tặng bó hoa nè, cục cưng. Wow. Hoa à. Ta bị dị ứng. Achoo. Cặp đôi tiếp tục đi bộ. Đài phun nước yêu thích. Amazing. Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy đó. Có gì trong này vậy? Oh. Vịt trông giống vịt đó. Bé vịt chạy theo cô phù thủy. Nhột quá đi. Cưng à, chỉ là vịt thôi mà. Lên đây bế đi nha. Ok. Let's go. Chú nai dễ thương ghê. Mình mượn chuông nha. Cắt vòng tròn nè. Đổi thành màu đỏ nè. Vặn đầu bút ra nha. Gắn vào bên trong. Thêm nắp chai nữa. Cắt tay cầm ra. Gắn thêm nút nữa. Giờ cách ngàn dặm cũng nghe được giọng đó. Ariel khóc lóc chạy đến bãi biển. Mình thật bất hạnh mà. Ariel, sao cậu buồn vậy? Sao vậy nè cô bé? Mình không nghe gì cả. Giọng cô nàng bị gì đó rồi. Các bạn nhờ thêm tiên cá giúp đỡ. Cưng à, có chuyện gì vậy? Mình không nghe được. Thử dùng chiếc loa đi nè. Oh wow. Ý kiến hay đó. Không được rồi. Tụi mình không thể hiểu được. Ariel vừa trốn khỏi bạn bè, vừa khóc nức nở. That's incredible.
Cần chọn đôi giày. Cắt gót giày ra. Gắn xúc tu vào nè. Dùng cỏ vẽ, giấy xốp cộng với dây sẽ ra ray băng thanh lịch đây. Đính thêm vàng. Giờ thì gói lại thôi. Mẫu giày giới hạn đó nha. Đôi giày dành cho tín đồ thời trang thật sự đó. Eric và Ursula đi dạo cùng với nhau. Ursula vấp ngã. Chiếc huy chương rơi khỏi cổ rồi. Gót giày bị gãy rồi. Là do cậu đó. Mua giày mới thôi nào. Tiệm này được lắm đó nha. Tiệm bán đồ cũ à? Chắc gì làm ta hài lòng được chứ. Thưa chị, bên em có nhiều mẫu lắm. Xem mẫu này đi ạ. Chọn hàng đây. Chắc là đôi này. Cô đùa tôi à? Tôi không mang nó đâu. Phải rồi, em vừa nhận lô hàng mới. Mẫu giới hạn từ nhà thiết kế nổi tiếng nè. Tốt hơn rồi đó. Thử xem nào. Thoải mái đó nha. Trông ngầu lắm. Eric, chốt đôi này đi. Mình trả tiền mặt nha. Cảm ơn quý khách đã ghé mua ạ. Bye bye. Yes. Lấy chiếc nắp cũ ra. Mài nhẵn. Lấy mảnh ống hút nhựa. Uốn cong lại. Gắn nó vào nắp nha. Người máy làm rơi đồ kìa. Gắn giấy xốp lên nè. Đính nó vào khung. Please. Ariel, cảm ơn vì sợi dây nha. Sợi dây kết nối rồi nè. Làm chắc hơn. Đặt máy cảm biến vào. Tìm đồ vật bằng mấy giò kim loại thú vị lắm đó nha. Mình thấy hoàng tử và Ursula bước vào cửa tiệm. Nàng ta rơi mất vỏ sò. Phải tìm được nó thôi. Giờ vẫn chưa gặp may lắm. Chú cún mang mấy giò kim loại đến. Giỏi lắm, cậu bé thông minh. Good. Khởi động máy nào. Let's go. Ồ, có tín hiệu nè. Chiếc vỏ ở đâu gần đây nè. May quá đi. Ồ, mình có giọng lại rồi. Phải nói sự thật cho mọi người thôi. Lấy ít giấy xốp. Làm sân khấu thôi nào. Dán giấy xốp lấp lánh lên nha. Phủ sàn nhà lên. Kéo tấm rèm lấp lánh ra. Ri băng vàng nữa. Rèm cửa trang nhã. Treo thêm vải vàng nữa. Đặt chiếc micro vàng lên trên sân khấu. Nơi biểu diễn hoàn hảo luôn. Tụi mình đến nhà hàng tốt nhất thành phố này. Mời vào, ngồi đi ạ. Bạn tốt nhất bên em đây. Thank you. Thế này được chứ? Tuyệt. Hai người uống nước. Ta nên hát tặng chồng tương lai chứ nhỉ? Gì thế này? Ursula làm mất giọng của Ariel rồi. Ursula, giọng hát làm sao vậy nè? Ursula đã thua rồi. Để ta yên. Cô lừa gạt tôi. Phải đi tìm tình yêu đích thực thôi. Ursula mất đi tất cả rồi. Lấy vài cuộn dây nha. Xanh, đỏ, vàng. Cắt cung tròn nào. Mảnh giấy xốp. Gắn phủ lên. Lăn đất sét thành hình nón. Gắn thành hàng nè. Rắc kim tuyến khắp vương miện. Cặp đôi quyền lực là đây. Ariel kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho bạn bè của nàng nghe. Mình lại có thể hát rồi. Nghe giọng của cậu mình vui lắm luôn á. Eric lẻn vào mà không bị phát hiện. Nàng chú tâm hát quá. Flounder, Sebastian, mang vương miện cặp lại đây đi. Ok. Là ai đó? Eric. Hello.
Daniel, trước đây như ác mộng vậy. Anh muốn xin lỗi. Có món quà này tặng cho em nè. Là vương miện của em cưng à. Nice. Và cả anh nữa. Cặp vương miện cho hoàng tử và công chúa. Chúng ta ở bên nhau mãi mãi nha. Cặp đôi lại hạnh phúc như xưa. Dùng que gỗ gắn các mảnh lại, kết hợp chúng lại thành khung ghế. Còn thiếu ghế ngồi nữa. Chiếc vỏ được đó nha. Chiếc vỏ thứ hai làm ghế tựa. Đệm gối nữa nè. Rất mềm và thoải mái nha. Thêm chiếc bàn nhỏ. Trang trí vỏ sò khắp mọi nơi. Thêm các loại tảo và ngọc trai nữa. Ghế ăn cho bé xong rồi nè. Ursula lang thang khắp đại dương này. Có âm thanh kỳ lạ phát ra từ đây. Có gì đây nhỉ? Ồ, bé cưng, sao con đến được đây? Con bé giống mình quá đi. Ba mẹ cũng bỏ rơi con à. Yes. Tội nghiệp. Đi với ta nha. Cứ tự nhiên. Ok. Chúng ta sống cùng nhau. Chắc con đói rồi. Yeah. Giờ ta nấu món gì liền nha. Ngay khi Ursula quay đi, nhóc quậy ném mọi thứ rơi khỏi bàn luôn. Cha, con bé quậy phá sau lưng ta kìa. Nhóc cần chiếc ghế đặc biệt đó. Wow. Tốt hơn rồi. Đứa nhỏ hài lòng lắm. Đồ ăn nhẹ của con nè. Ngon miệng nha. Ursula và đứa bé rất hạnh phúc vì đã tìm thấy nhau. Ariel sẵn sàng cho bữa tiệc. Ô không không không. Lalelu, giúp mình chọn giao diện thật phù hợp nha. Màu này thì sao? Màu yêu thích của mình. Tạo hình phần áo. Tạo hình chất liệu nha. Thích à nha. Đây, thêm hạt cơm nè. Hoàn hảo luôn. Còn tóc của mình thì sao? Thêm chỉ ngọc. Đúng món trang sức mình cần luôn. Thêm nước hoa. Xong rồi nè. Đến đúng lúc lắm. Các công chúa tụ tập ở biển. Mọi người cùng vui chơi và nhảy nhót. Chào các bạn nha. Ariel, chơi chung cho vui. Hòa cùng điệu nhảy. Mình thấy không khỏe. Ô không, Ariel thấy không ổn rồi. Cứu với. Gọi xe cứu thương đi, nhanh lên. Có chuyện gì với các công chúa vậy? Cùng lấy chiếc hộp vàng nào. Sơn lại màu trắng. Gắn que vào. Thêm cả chân nữa. Hàng của cô nè. Cảm ơn đã giúp nha. Goodbye. Nặng chất nhờn nào. Cho vào hồ cá. Thêm tí vàng. Chuẩn bị dây đồng. Cấp ẩm dành riêng cho nàng tiên cá nè. Đưa bệnh nhân vào giường. Ô, Ariel tội nghiệp. Bác sĩ, bạn em sao rồi ạ? Buồn thay, không có nhịp tim. Các bạn ơi, nhấn nút thích để đánh thức Ariel dậy nhanh hơn nhé. Cùng dùng mặt nạ cung cấp oxy. Không cứu được rồi. Làm ơn đi, làm gì đó đi ạ. Xin mà. Mình có ý này. Bác sĩ mang mặt nạ nước đến. Nhịp tim đã trở lại rồi kìa. Cho keo nóng vào nha. Hay quá. Hú à. Gắn chân vào nè. San hô này sẽ có ích cho mà coi. Trang trí bồn tắm bằng cái này nha. Thêm rong biển. Nhìn hay quá đi. Tiệm sửa ống nước của Mario. Chúng mình cần có một bồn tắm thật đẹp. Đến đúng chỗ rồi đó các quý cô à. Bên mình có nhiều loại lắm. Còn cái này thì sao nè? Ô nhỏ quá à. Cái này cho cô. Rộng rãi quá đi.
Không, cảm ơn ạ. Cái này độc quyền tinh khiết nè. Wow. Cái này nè, cầm lấy. Cho nước vào nè. Mau về với chúng mình nha bạn ơi. Cùng gắn các chi tiết lại với nhau. Biển bầu chọn. Dùng cườm để trang trí. Thêm hạt nữa nha. Cho vào tay cầm. Hello. Của bạn nè Elsa. Cảm ơn nhiều nha. Mình sẽ dùng cái này để thử vai. Ban giám khảo có cả bạn thân của Ariel. Các bạn ơi, các bạn nghĩ làm cách nào để đánh thức Ariel dậy nào? Mình trước hả? Bạn chuẩn bị gì cho Ariel nào? Hoa và thư tình. That's amazing. Bình chọn đi các bạn ơi. Hai phiếu đồng ý và một phiếu phản đối. Bye bye. Người khác chắc sẽ may mắn hơn đó. Các quý cô, mình là ngôi sao của những bữa tiệc. Không cô gái nào có thể cưỡng lại buổi biểu diễn của mình. Mình là ông chú già ế vợ, không thể sống thiếu gương một ngày nào hết. Không, như vậy nha. Đúng là không có gu gì cả. Chào các quý cô. Bạn chuẩn bị cái gì thế? Bông hoa và ngọc trai xinh đẹp nhất từ biển cả. Anh thắng rồi. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Cắt dây cột tóc nha. Đính các gốc vào. Cho bông vào nha. Trang trí gối bằng tua rua. Đôi giày nè. Phủ vàng lên nào. Hình mẫu hoàng tử lý tưởng nè. Các công chúa vẫn còn đang ngủ. Các bạn ơi, mình mang hoàng tử đến nè. Chúc may mắn, chúng mình tin bạn. Mình sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Mình mong là nụ hôn của mình sẽ mang nàng sống lại. Không có gì cả. Thế là em ngủ vĩnh hằng như vậy sao? Tha lỗi cho anh nha. Sao có thể chứ? Nhìn nè, đuôi của Ariel biến thành chân rồi kìa. Oh my goodness. Sao có thể chứ? Ariel, em tỉnh rồi à? Đuôi của mình đâu rồi? Lạ quá đi. Cẩn thận nha. Mình có quà cho bạn nè. Cha, tuyệt quá đi. Đến đúng lúc lắm. Ariel được cứu rồi. Amazing. Lấy chiếc hộp này, quấn lại bằng dây cối. Phủ bên trong bằng vải. Cắt que ra nha. Giấu vào ống. Cho hai phần nắp lên trên. Nhiều đồ ngọt quá nè. Đây Eric ơi. Thank you. Mình sẽ làm Ariel vui. Anh muốn mời em đi dã ngoại. Lãng mạn quá đi. Chú chó giúp sắp xếp bàn. Buổi hẹn tuyệt quá. Và có em ở bên cạnh. Cả hai tới chiếc bánh. Cuốn ơi cùng chơi nha. Cậu bé chạy ra đường. Mà có xe kéo ở trước kìa. Mình hoàn hảo quá. Max, chờ đã. Mọi thứ quay vòng vòng. Có chuyện gì thế? Ariel, anh đưa em đến bệnh viện nha. Let's go. Lalelu, cứu với. Please. Ồ, tội nghiệp. Lấy khăn ăn. Quấn cho công chúa. Chuẩn bị băng gạc. Trộn đều. Xong rồi. Về nhà thôi. Em yêu, mang gì giờ nhỉ? Em muốn ăn đồ ngọt nè. Ok. Tới liền. Tự nhiên nha em yêu. Nhâm nhâm, cảm ơn nha. Oh. Ding ding, Eric ơi. Sao em yêu? Em chán quá à, đọc giúp cho em đi. Tất nhiên rồi. Lâu rồi không gặp.
em ngủ rồi à? Cuối cùng mình cũng được nghỉ rồi. Em không có ngủ. Chân của em. Có chuyện gì thế? Chân đau à? Không, hôm nay là ngày em tháo băng á. Ồ, tin vui. Hello. Xem nào. Mọi thứ vẫn ổn, khỏe đó chứ. Chúng mình đi hẹn hò nha. Cùng làm chiếc thuyền nè. Lấy khung ảnh cũ nha. Chọn màu khác. Gắn ở bên. Gắn chỗ ngồi êm ái. Thêm tay chèo. Chiếc thuyền tình yêu nè. Ồ, đẹp quá đi. Nhìn nè, cái gì thế? Đâu? Hả? Hải Âu hả? Mình sẽ đi lấy nhẫn. Max, yên lặng coi. Không. Thời tiết đẹp quá nhỉ. Eric, đâu rồi? Em à, em kết hôn với anh nha. Lãng mạn quá à. Tất nhiên rồi, chiếc nhẫn hoàn hảo quá đi. Và nụ hôn tình yêu đích thực được trao. Cùng thay đổi diện mạo cho cô dâu nè. Bỏ đi diện mạo cũ nha. Chọn cái nào nhỉ? Lấy thước đo. May mẫu lại. Thêm tay áo bồng. Trang trí bằng ri băng. Khăn trùm đầu cô dâu. Ariel trông xinh quá đi. Cặp đôi của chúng ta đang ở lễ đường. Các con có đồng ý trở thành vợ chồng của nhau không nào? Đồng ý nè. Mãi yêu nhau. Gắn kết với nhau bằng cách trao cho nhau nụ hôn nào. Chúng mình đang chờ hoa cưới nè. Sẵn sàng chưa? Mình ném nha. Bắt được rồi. Ai là người được chọn vậy? Tối nay em có rảnh không? No. Rapunzel nè, cầm đi nè. Đi thôi.